Xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bộ sai kiện trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Ở Đâu Hồ Dương ạ. Hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú mình tiếp tục một lô phô mai tứ quý tại bãi biển của anh Bảo ạ. Chúc quý cô chú mình xem clip vui và lựa chọn được phôi ưng ý. Cô chú mình xem clip và ủng hộ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của anh Bảo giúp em ha. Em xin phép được clip chia sẻ cụ thể luôn ạ. Dạ, lô mai của mình thì hôm nay có một phôi mai vàng hàng khủng cũng khá là quái cô chú anh chị. Đế nôm sổn, cái dách đế rất là đặc nha cô chú chị ha. Một số phôi tứ quý hàng bonsai đã thiên về đế nha cô chú anh chị. Đây giá cũng rất là dễ chơi luôn ạ. Cô chú anh chị mình xem biết thấy ưng ý coi nào mình liên hệ với số điện thoại của anh Bảo giúp em ha. Anh Bảo ơi. Rồi. Nghe em chào chị Phương ha. Dạ con chào cô chú anh chị gần xa. Nay con có về một số phô mai tứ quý với một em cây mai vàng tứ quý bự ha. Địa chỉ của con là phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Dạ con mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ con à. Dạ con cũng cảm ơn nhiều qua cô chú anh chị đã ủng hộ con mấy clip vừa rồi ạ. Rồi bữa nay con cũng có mấy cái số phô mai tứ quý này, đế VIP, đế sổ ha, đế lưu vẫn có đủ thứ kiểu. Con để giá sinh viên cho cô chú anh chị chơi ha. Rồi cũng làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa. À, vô cây số 1. Đó. Mã số 1 là em tứ quý nghe cô chú anh chị. Ha, này cô chú về muốn chơi bonsai thì lọc lại ha, nó cắt lại được hết ha. Đây đó có ông chủ cắt có thẹo đây nha cô chú anh chị, thế nào cũng sao nha. Đó. Cắt lại mình làm cái bonsai nha cô chú anh chị. Để sợ mà cũng đều giá hết trơn nha. À, cây này quái nghe cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Con đo lần đo nghe chăng cái cổ này là đúng cô chú anh chị. Hoàng Nhân Chí này là 18 nha. Ờ 17 nha cô chú anh chị. Con đo cái cũ nha. Rồi cũ được 20. Dạ, tổng bầu đế là được 76. Đế sổ nôm được 24. Chiều cao của cây được 39. Dạ đường kính bầu là được 29. Rồi. Mã số 1. Mã số 1 này con xin Zalo cô chú ha là 1 triệu 9. Con bao ship nha. Dạ, 1 triệu 9 nha cô chú. Dạ. 1 triệu 9 con bao ship nha cô chú anh chị. Lỡ rồi. Mã số 2 cũng là tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Đó. Con bao sai để bạn nha cô chú. Dạ. Cây này đâm một người cô chú mình yên tâm sưu tầm. Cây này là mạnh khỏe nha cô chú anh chị. Cây này trồng mô không nghe cô chú anh chị ơi. Trồng mô trồng mấy không à. Cô chú anh chị yên tâm ha. Đó, mã số 2. Cũng là một em tứ quý. Cái này cô chú về lọc lại ha, cắt lại chơi bonsai ha. Hết thằng nào cắt thằng đó ha. Dạ rồi. Cái này cũng đo tới họt họt không được cô chú anh chị, con đo tổng đi, con đo tổng hai em mà được 10 17. Con đo cái cũ nha, cũ là 28, tổng hoành đế là được 78, đế sổ nôm là 23, chiều cao của cây là 38, đường kính bầu là 28. Rồi mã số 2 này cô xin Zalo cô chú là 1.700.000, con bao ship toàn quốc luôn. Nó gọn dễ chơi dễ ghét nha cô chú anh chị. Dạ, nay con để giá sinh viên cho cô chú anh chị ha. Kéo cây luôn ha. Để sổ nôm đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, em đổi ha. Đó, số 3 lùng lực ha. Để bỏ điện nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị về lọc lại giùm em ha. Cái này cũng rễ bự bự không cô chú. Dạ. Rễ nó là đều nha cô chú anh chị, bỏ đều luôn á. Cây mã số mã số 3. Đó. Để đo thông số. Rồi. Dạ, đo ngay cái cổ đây là được 18 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Hoành nó nhỏ thiệt mà cái cụ đế nó đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp đây. Đó, mã số 3 cô chú anh chị. Ủa, số 3 hay số 4 ta? Số 3. Ừ, mã số 3. Nãy tới đâu rồi ta? Dạ, đo cái cụ dưới. Đo cụ dưới hả? Rồi.
con đo cái cũ nha. Cũ là 23 nè. Tổng hoành đế là 86. Đế sổ nôm là được 22. Chiều cao của cây là được 36. Dạ đường kính bầu là được 34. Rồi, mã số 3 này con xin Zalo cô chú là 2 triệu chẳng nha. Dạ, 2 triệu chẳng nha cô chú anh chị. Ờ, hoành không có lớn nhưng mà cái nồi đế quá trời. Dạ, nồi đế đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 3 là 2 triệu. Dạ, mã số 3 2 triệu, con bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Mã số 4. Rồi, tiếp đây là mã số 4. Em này đánh cái cò cũng rất là gắt, khéo cây nha cô chú anh chị. Mã số 4 nha cô chú anh chị. Một em quái vị cà na nha. Đó, tứ quý. Tứ quý mà nó co lắc nó quái vậy nè. Đó, cô chú anh chị này con để giá hữu nghị cho cô chú anh chị chơi ha. Mà cắt trắng nhựa mạnh nha cô chú anh chị. Dạ, đa cây đâm chồi và mạnh khỏe luôn cô chú anh chị ơi. Ừ. Cây này quái nha cô chú anh chị. Dạ, con đo nào giờ nó không biết nữa. Cái này không có đo hoành được, con đo cái hàng công này nha. Đó, hàng công này được 10 13 nè. Đó, con đo nguyên cái cũ này nè. Tổng cái cũ này là được 34. Rồi, tổng bầu đế là được 75. Đế sổ nôm được 23. Chiều cao của cây được 40. Đường kính bầu được 31. Rồi, mã số 4, con xin Zalo cô chú là 1.800.000. Con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ha. Cây này con để giá sinh viên nha cô chú. À, con không có bớt nhiều được cô chú ơi. Đó. Mã số 4, 1.800.000 con bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Rồi, đây là mã số 5. Đó, mã số 5 lùng lực. Dán hơi siêu cô chú anh chị, này còn cục đất cô chú anh chị về khui ra ấy nha. Cái này đâm chuột rồi về mình có để khui dạ. Trồng liền đó cô chú anh chị ha. Về khui ra trồng liền là ok cô chú anh chị, nó đâm nó kéo nhựa mạnh này. Có củ đế mà độ sổ non cũng vừa dạ. Cỡ đế nó nhiều lắm cô chú anh chị. Dạ, hoành em vị trí này là được 17 nha cô chú anh chị. Rồi con đo cái cũ là được 26. Đế sổ nôm là được 19. Tổng bầu đế là được 81. Rồi chiều cao của cây được 32 luôn. Rồi đường kính bầu nó cô chứ không quên cô chứ không vậy. Rồi đường kính bầu được 30. Rồi mã số 5 này con xin cho luôn cô chú là 1.600.000. Con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ 1.600.000 mã số 5. Dạ, mã số 5 1.600.000. Dạ, đây là mã số 7 nha cô chú anh chị. Một em dán siêu nha. Đó, để bỏ đều nha cô chú anh chị. Có cành là cắt dịp cắt luôn dạ. Cô chú anh chị nha. Cái này đem đồ của nu luôn á cô chú anh chị. Cái này cô chú về lọc lại ha. Cây này kéo nhựa mạnh khỏe nha cô chú anh chị. Về lọc lại ha. Đó, dáng siêu đẹp nha. Dạ, con đo ngay cái eo đây là được 17 nha cô chú anh chị. Rồi, cũ được 28. Dạ, tổng bồ đế được 86. Đế sổ được 24. Chiều cao của cây 43. Đừng kính bầu nữa. Rồi, đường kính bầu được 30. Rồi, mã số 6, mã số 7 này con xin Zalo cô chú là 1.700.000 con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ, 7 chị. Dạ. Số Zalo của con là 0909007948 nha cô chú anh chị. Đó. Dạ, em bỏ luôn ha. Là mã số 8. Một em dán thú nha cô chú anh chị. Đó. Đế sổm mà nó gom đến nha cô chú anh chị nha. Một em dán thú nha, tứ quý dán thú. Cây này là cây nằm chậu nha cô chú anh chị. Cây là kéo nhựa mạnh khỏe nha. Tâm trời luôn. Này khui về trồng liền nha cô chú anh chị. Đó. Dạ, rồi. Dán thú đẹp lắm cô chú anh chị ơi.
Dạ, con đo ngay eo đây là được 20 nghe cô chú anh chị. Dạ. Con đo xích xuống dưới này nha. Đó, xích dưới này là được 20, gần 23. Cũ. Cũ là được 39. Rồi, tổng bồ đế được 78. Đế sổ nôm được 24. Chiều cao của cây là được 40. Dạ, đường kính bầu được 28. Rồi, mã số 8 này con xin giao lưu cô chú là 2.900.000 cái bao ship toàn quốc nha. Dạ, 2.900.000. Ừ. Dạ, phôi tứ quý mã số 9 nha cô chú anh chị. Tiếp đây là mã số 9 nha, một em siêu siêu nha cô chú anh chị. Đấy là bà bao VIP luôn nha. Đó. Đế sổ nha cô chú anh chị. Dạ. Đều dắt luôn á cô chú. Cây này thì có cốt cành gốc cây luôn ạ. Một em dáng siêu nha. Nồi đế là quýt nha cô chú anh chị. Đó, đế bỏ đều giống như cái nơm vậy đó. Dạ, con đo ngay chí này là được 10, gần 19 nha. Dạ. Tính 18 nha. Cũ. Cũ này đi. Rồi, cũ được 34. Rồi, tổng bồ đế đã được 96. Đế sổ nôm được 26. Chiều cao của cây là được 50. Đường kính bầu được 31. Rồi, tiếp đây là mã số 9. Con xin giao lưu cô chú là 2.600.000 con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ, 2.600.000 nha cô chú anh chị. Mình đồng ý khoai nào liên hệ với số điện thoại của em. Dạ, cây đâm tròi mạnh khỏe cô chú anh chị. Dạ. Dạ, dạ tiếp theo mã số 10. Rồi, tiếp đây là mã số 10, một em bé bé xinh xinh nha cô chú anh chị. Đó. Cái siêu siêu có củ có đế đâu luôn nha cô chú anh chị. Mã số 10. Đó, một em này là khá là quýt nha, cô chú về không chơi thằng này, lấy thằng này chơi bonsai lại cũng được nha cô chú anh chị. Đó, cây là con bao sinh viên nha. Cây nào con bớt được con bớt cho cô chú anh chị nha. Tại vì mấy cây này con để giá sinh viên lắm nha cô chú anh chị. Dạ, quanh vị trí đây là được 16 hơn à. Con đo cái cũ là được 28. Rồi, tổng bầu đế là được 77. Đế sổ nôm được 20. Đường kính bầu được 30. Rồi, mã số 10. Con xin Zalo cô chú là 1.500.000 con bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 1.000.000 gửi nha cô chú mã số. Dạ. 10. Em tứ quý quái nha cô chú anh chị. Đó, một em tới quý lấy sổ nôm nha, quái vị cà na nha. Cái này cô chú nhận là ưng ý liền nha cô chú anh chị. Giờ nó quái với đế, cái bộ đế nó bỏ đều. Nó quái từ cái đường thăng luôn nè. Nó liền nguyên khối luôn nha cô chú anh chị. Đó, nè. Con đo con lòn cũng đo tổng chỗ này nha, tổng chỗ này là được 21 nha. Rồi để con đo mỗi em. Rồi mỗi em này được 15. Rồi em này 14. Dạ con đo cũ, cũ là được 40. Dạ tổng bầu đế là được 94. Đế sổ nôm 30. Chiều cao của cây là 43. Dạ đường kính bầu được 37. Rồi tiếp đây là mã 11. Con xin Zalo cô chú là 2.200.000 cái bao ship toàn quốc luôn. Dạ 2.200.000 nha cô chú. Dạ. Cây này nhìn nó kịch cỡm lắm cô chú. Cây này cô chú nhìn ở ngoài nó phê lắm nha cô chú vậy. Đẹp lắm. Dạ tiếp theo mã số 12 nha cô chú anh chị cũng. Rồi. Em tứ quý luôn. Mã 12 cũng là tứ quý luôn nha cô chú anh chị ơi. Khá là đẹp nha.
Đó, mã 12 cái này giống như con hươu cao cổ vậy đó chú anh chị. Dạ, có cốt cành sẵn về mình đóng môi vô là cho thôi. Dạ. Đế gì đó. Đế nó bỏ đều luôn nha cô chú anh chị. Quái cây nha. Rồi, con đo hai vị trí cho cô chú tham khảo ha. Cái nhất là đo cái cổ nhỏ nhất là đây là được 15 nè. Còn con đo dưới chỗ này á, con đo ngay đây á là 23. Đó. Rồi, đế sổ nôm được 25. Dạ, tổng quanh đế là được 85. Chiều cao của cây là 45. Đường kính bầu là được 34. Rồi, mã 12 này con xin cho luôn cô chú là 1.800.000 bao ship toàn quốc nha. Dạ, tứ quý mã số 12 1.800.000. Dạ. Mã 12 con xin cho luôn là 1.800.000 nha cô chú anh chị, qua con bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Số 13 cô chú anh chị ha. Rồi, tiếp theo mã 13 cô chú anh chị. Một em tứ quý nha. Khá là quái nha. Đế nè, đế nó xà lọn lọn dưới này không nè. Thêm trên này nó quái, thêm cái đường thăng nữa cô chú anh chị. Dạ, ngay dưới đây là con đo được là 17 nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này nó không có cũ, còn không đo cũ được rồi, con đo tổng bầu đế nha. Rồi, tổng bầu đế là được 94. Đế sổ nôm được 30. Chiều cao của cây là được 44. Đường kính bầu 35. Rồi, mã 13 này con xin giao lưu cô chú là 1.800.000 nha, con bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 1.800.000 phôi tư quý nha cô chú anh chị, mã số 13. Tiếp theo mã số 14 nha. Tiếp đây là mã 14 của cô chú chạy một con ốc nha. Em này có ốc cốt cành mà đâm đầu tiên nữa cô chú chị. Đó. Cái này cô chú về lọc là lùng lại là ok nha cô chú anh chị. Cái này quái cây nha. Trên này có một cục trên này mà giống như con ốc. Đế này sổ nôm luôn. Đó, mặt nào cũng quái hết. Dạ, con đo cái cổ của em này ha. Trời, cổ em nó là được 14 cô chú anh chị. Đo cái cũ nha. Đây, cái cũ là được 26. Dạ, tổng bầu đế là được 80. Dạ, đế sổ nôm là được 23. Chiều cao của cây là 42. Đường kính bầu được 28. Rồi, mã 14 này cô xin cho luôn cô chú là 1.500.000, có bao ship toàn quốc nha. Dạ, 1.500.000. 1.500.000. Con bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nghe. Cây này quái nha cô chú anh chị. Độc luôn, quái mà độc nữa. Dạ, em đợi đó. Mã 15. Dạ, mã số 15. Nhỏ, tôi khổ, nhỏ vậy á. Tôi quý hàng qua xe nha cô chú. Giờ xe quay đầu. Mã 15 nha cô chú anh chị, cũng là tứ quý nha. Tứ quý quái nha, quái cốt cành luôn. À, nó đâm từ từ luôn cho ngoài đó cô chú anh chị. Đó. Quái gì cà na, cây này chơi dán bay dán gì cũng được nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, em xin chào. Rồi, ôi, tiếng trăm mấy luôn rồi. Dạ, cổ ngay chí này là được 16 nha cô chú anh chị. Cũ này không có đo cũ rồi. Rồi, tổng bầu đế được là 86. Dạ, đế sổ là được 23 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 42.
đường kính bầu là được 32. Rồi mã 15 này cô xin giao lưu cô chú là 2 triệu à, con ba ship toàn quốc cho cô chú chị luôn ha. Dạ, 2 triệu dạ, cây này quái nha cô, quái nha cô chú anh chị. Mã số 15. Dạ, mã số 15 quái mã độc nữa. Dạ. Cái đó mà. Mã số 16 nha cô chú. Dạ, mã số 16 nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 16 là phôi tứ quý luôn cô chú anh chị. Tứ quý cô chú anh chị ơi. Một cây tứ quý đế sổ nôm ha, khá là xinh xắn nha. Cây này nhìn ở ngoài đẹp lắm nha cô chú anh chị. Hoành nó nhỏ mà bộ đế nó khủng không nha cô chú anh chị ơi. Đó. Cái eo này, ngay cái cổ này được 12 nha cô chú anh chị. Cốt cành ghép mau chơi nha cô chú anh chị. Dạ con đo cái cũ được 23 nha. Rồi tổng bầu đế là được 83. Đế sổ nôm được 28. Chiều cao của cây là 43. Đường kính bầu là được 30. Rồi mã 16 này cô xin giao lưu cô chú là 1.800.000 con bao ship toàn quốc nha. Dạ 1.800.000 mã số 16. Mã số 16.